tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của nhà văn cố mạng Vậy là dĩ thâm đã đi Quảng Châu Có lẽ chị là cô dâu cô đơn nhất trên thế giới này Buổi tối thứ ba sau khi cưới Mặt Sơn ngồi thừa một mình trong căn hộ cao cấp Ở tầng 12 của dĩ thâm Mắt trân trân nhìn vào đống đồ vừa mang từ nhà đến Những thứ này để ở nhà bếp Những thứ này để phòng khách Còn những đồ nghề làm ảnh này nữa Chị cần có một phòng tối Quần áo của mình để đâu Trong phòng ngủ ư Có cần gọi điện để hỏi dĩ thăm không Chị nhìn máy điện thoại Chuông cửa du dương vang lên Chị bật dậy thế phản xạ cầm điện thoại Mở cửa mặt sơn ngơ ngác Cô gái trong bộ đồ mặt ở nhà này Chị biết chính là hồ lý tinh mà Tiểu Hồng đã nói Liếc nhìn chị từ đầu đến chân Cô ta hỏi Dĩ Luật sư Hà có nhà không vậy? Anh ấy đi công tác rồi. Cô có muốn vào nhà chơi một lát không? Mặt Sơn nói giọng khách khí. Được, tôi cũng không khách khí nữa. Cô ta vào nhà tự giới thiệu. Tôi họ văn, từng có việc nhờ luật sư Hà. Tôi ở tầng dưới á. Cô ta băn khoăn nhìn Mặt Sơn. Chúng ta đã biết nhau chưa? Thì ra cô ta không nhận ra. Mặt Sơn gật đầu nhắc tên một người mà họ cùng quen. Cố Tiểu Hồng. Đó là họ của Tiểu Hồng. À, phải rồi. Vậy chị chính là người cùng đi với cô ta xem mặt đàn ông đấy à? Văn Tiểu Thư hiểu ra, lại phân dân hỏi. Thì ra chị quen luật sư Hà Thảo nào? Mặt Sơn nhìn cô ta không hiểu. Văn Tiểu Thư nhúng dài. Tôi nói thảo nào luật sư Hà đích thân đến đón tôi, sao giờ làm chỉ để bàn công chuyện thôi. Đâu phải anh ta sai gì rượu, tôi nhờ phúc của chị đấy. Cô ta ném cho mặt sơn cái túi trong tay. Đây là há cảo tôi tự gói nhiều lắm. Vô duyên quá, vậy mà tôi cứ tưởng... Cô gái này bề ngoài có vẻ nhu mì, nhưng nói năng dứt khoát, nhanh nhẹn. Nhìn cô ta hôm cãi nhau với Tiểu Hồng là đủ biết. Mặt sơn rất lúng túng, cảm thấy không tiện thừa nhận, cũng không tiện phủ nhận. Giang tiểu thư xua tay. Thôi, tôi về nhé Mặt sơn tiễn khách ra cửa, đột nhiên cô ta nhắc đến tiểu hồng. Cô nàng ấy vẫn đi tìm đối tượng chứ. Mặt sơn nhận ra cô ta có vẻ quan tâm đến chuyện đó, chị lắc đầu. Không, cô ấy gần như đã quyết định rồi. Giang tiểu thư mắt sáng lên. À, có phải anh chàng làm phần mềm trò chơi điện tử không? Không, là bác sĩ ngoại khoa. Thế thì tốt. Giang Tiểu Thư thở phào. Coi như cô ấy đã nghĩ ra. Bảo cô ấy đừng có giận tôi. Người đàn ông đó không yêu tôi. Nói xong dường như lại hối hận. Cô ta chữa lại. Mà thôi, bây giờ chưa nên nói cho cô ta biết đâu. Cô gái đi khỏi, mặt sơn nhìn túi há cạo trong tay, do dự dây lát. Đoàn nhắc máy điện thoại gọi cho dĩ thâm. Chuông reo ba hồi mới nhắc máy. Alo. Trong ống nghe là giọng trầm ấm của dĩ thâm. Alo. Mặt sơn nói xong mới nhận ra giọng của mình không bình thường, dội trấn tĩnh. Em đây. Có chuyện gì? À, là thế này. Vừa rồi có một cô ở tầng dưới đưa lên một túi hát cảo. Cô ấy bảo cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nói xong, Chị biết ngay đã chọn một câu mở đầu quá tồi, cảm thấy vô cùng hối hận. Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng, rồi dọng đến câu nói đầy dĩu cợt của dĩ thâm. Em nghi ngờ chứ gì? Yên tâm đi. Cứ coi như trước đây tôi từng có ý nghĩ nào đó đối với cô ta, nhưng tôi chưa theo đuổi cô ta. Ngầm ý của anh ấy là chị là người đã theo đuổi, không có tư cách chất vấn anh. Mặt sơn khôn khéo chuyển chủ đề, em muốn hỏi anh phòng chứa đồ cũng có thể chuyển thành phòng rửa ảnh không tùy còn chuyện gì nữa không à co con đồ đạc của em để đâu đây bên kia im lặng tiếp đó là tiếng cười mỉa mai hà phu nhân chồng bà sức khỏe và tâm thần đều bình thường tạm thời chưa có ý định ly thân đâu cuộc gọi dở quá mặt sơn nắm chặt ông nghe cuối cùng hỏi bao giờ anh về Tối thứ sáu. Được, em chờ anh. Mặt sơn buộc miệng, không kịp suy nghĩ. Nói xong mới ý thức được câu nói quá nhiều hàm ý. Tự dưng nín thở. Bên kia cũng im lặng. Sau đó, tốt một tiếng, trong ống nghe vọng ra tín hiệu tắt máy. Mặt sơn ngơ ngẩn. Anh ấy đã tắt máy. Anh ấy không muốn nói chuyện với mình. Dĩ thầm cúp máy, đẩy cửa bước vào nhà hàng, Tổng giám đốc công ty thương mại thấy anh vào, vội cầm ly rượu đứng lên. Luật sư Hà, đi đâu vậy? Nào, lại đây, tôi mời anh một ly. Buổi đàm phán hôm nay quả là thú vị. Dĩ thâm vui vẻ nhận ly rượu, cùng với ông ta đoạn uống cạn. Ngoài chuyện phím và tân bốc nhau, họ đã ăn uống được nhiều hơn một giờ đồng hồ. Tổng giám đốc Lý nói, Luật sư Hà, tôi thấy chúng ta ăn uống cũng đã tạm tạm, hay bây giờ chúng ta đổi địa điểm đi? Cánh đàn ông lập tức hiểu ý, cười ồ lên. Thái độ họ không nói, cũng biết địa điểm muốn đổi là nơi nào. Dĩ thâm vội nói. Lý Tổng, và mọi người thì cứ tự nhiên đi, tôi phải về khách sạn. Kìa, luật sư Hà, anh lại không để mặt anh em rồi. Ông ta có vẻ thất vọng. Dĩ thâm cười nhăn nhó. Quả thật bà xã tôi quản rất chặt. Vừa rồi đã gọi điện thoại kiểm tra đấy lát nữa gọi điện đến khách sạn nếu không có về nhà chắc khó sống lắm đám đàn ông lập tức tỏ ra đồng tình bởi cùng cảnh ngộ lý tổng nói luật sư hà đã kiên quyết như vậy tôi cũng không ép nữa để tiểu dương đưa anh về khách sạn nhé anh lái xe tên dương đứng lên nhưng dĩ thăm từ chối xua tay không cần đâu khách sạn gần đây thôi mà tôi đi bộ về cũng được ngắm nghía khung cảnh thành phố ban đêm khó khăn lắm mới thoát ra được. Dĩ thâm không muốn trở về khách sạn, anh quay người đi theo hướng ngược lại. Quảng Châu là một thành phố tráng lệ, dễ làm cho người ta bị qua mắt, mất phương hướng. Dĩ thâm đi chậm chậm trên quảng trường nào đó, lướt qua những người già, những đôi tình nhân, trẻ em, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trong cái ồn ào của thành phố đang phát triển mạnh. Đột nhiên có ánh đèn flash lóe sáng. Dĩ thâm quay đầu, Cách anh mấy bước có một người đang chụp ảnh. Hai cô gái có vẻ là học sinh, có lẽ cũng là khách du lịch, đang chụp ảnh lưu niệm ở quảng trường. Đột nhiên nhớ đến mặt sơn, lần đầu tiên gặp cô ấy cũng là trong thứ ánh sáng lóe lên từ mái flash như vậy. Sau đó anh nhìn thấy một thiếu nữ tay cầm máy ảnh nhìn anh cười. Bất kỳ ai cũng không thích bị chụp hình trộm. Nhưng lúc đó anh chẳng nói gì, chỉ cao mài nhìn cô ta thoạt đầu cô thiếu nữ cảm thấy xấu hổ nhưng lập tức tỏ ra bạo dạn nói đây tôi đang chụp một cảnh rất đẹp tại sao anh lại đột ngột xuất hiện vậy anh vốn đã hơi bực mình định bỏ đi không ngờ cô ta đuổi theo hỏi đây sao anh lại bỏ đi trong những tình huống này mà không biết cách ứng phó một cách thông minh thì quả thật không đáng mặc sinh viên giỏi khoa luật cô đang chụp ảnh phong cảnh cơ bà tôi nhường nó cho cô đấy Lúc đó cô ấy mới đỏ mặt, lát sau ấp úng nói. Được rồi, tôi thừa nhận là chụp trộm anh. Biết nhận lỗi, coi như được cứu. Anh quay người định đi, nhưng cô gái vẫn lẳng nhẳng bám theo. Đi được một đoạn không chịu được, anh quay đầu hỏi. Cô đi theo tôi làm gì? Anh chưa nói cho tôi biết là tên gì, học ở khoa nào. Cô ấy nói vẻ tội nghiệp. Mà vì sao tôi phải nói với cô chứ? anh không nói làm sao tôi biết địa chỉ để gửi ảnh không cần đâu được cô ta gật đầu tỏ vẻ bất cần vậy tôi đành rửa xong chạy khắp nơi để hỏi thăm anh bất lực cô đứng lại đi làm gì thế anh sợ tôi không tìm thấy ư cô ấy bướng bỉnh nói mặc dù cả trường có mấy dàn sinh viên nhưng có chí thì nên tôi sẽ đi từng phòng hỏi thế nào cũng tìm được mà nếu vậy anh còn mặt mũi nào ở trong cái trường này nữa? Anh bất lực nghiến răng. Hà dĩ thâm, khoa luật quốc tế năm thứ hai. Nói xong anh đi thẳng. Đi khá xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô gái. Hai ngày sau, quả nhiên cô ấy tìm đến, thận trọng lấy ra bức ảnh như lấy một vật quý. Trong ảnh, anh đứng bên gốc cây, trong ánh nắng rực rỡ, vẻ suy tư. Anh xem nè, lần đầu tiên tôi xử lý ánh sáng tốt như vậy anh đã nhìn thấy mặt trời xuyên qua tán lá chưa còn anh ngẩng đầu nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy thật là ngang ngạnh xuyên qua lớp lớp đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng anh thậm chí không kịp từ chối cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh bảy năm xa cách một người đàn ông khác thừa nhận đi dĩ thăm, rằng người đang phát điên lên vì ghen. Số đầu tiên của tạp chí Tú Sắc đã phát hành, người đàn ông trẻ có nụ cười duyên mãn trên trang bìa chính là nhân tài mới của nội của giới kiến trúc. Liên tục mấy năm, giành giải lớn trong dự án kiến thiết, triển lãm quốc tế, danh tiếng đang nổi như cồn. Đáng tiếc là anh ta không được đẹp trai lắm. Tiểu Hồng bình luận một cách tiếc rẻ. Còn anh chàng luật sư Họ Hà, Tiếc là không phỏng vấn được anh ta Chị Mai nói to Chị Mai nè Chị đừng nói thế Tiểu Hồng tỏ vẻ khó chịu với kiểu nói chầm chọc như vậy Đào Nghị Thanh đã cố gắng hết sức rồi Vừa đúng lúc mặt sơn đi đến Nghe thấy vậy bất giác đưa mắt nhìn Đào Nghị Thanh Thấy cô ta đang cúi bên bàn làm việc Như không quan tâm sự bàn tán của mọi người Mặt sơn đột nhiên thấy buồn Dường như lại có gì áy náy Chị Sơn, Chị Sơn nè. Tiểu Hồng bỗng nhớ ra điều gì, nắm tay mặt Sơn lắc mạnh. Chị em với nhau, có một chút việc nhất định phải giúp đấy. Mặt Sơn lập tức cảnh giác, chị thận trọng hỏi. Tiểu Hồng, em và anh chàng bác sĩ có chuyện phải không? Sao lại muốn đi gặp đối tượng khác chứ? Đáng ghét, chị nói gì vậy? Tiểu Hồng kêu to, hai tay chống cằm, ý nói chuyện tình cảm giữa cô ta và anh chàng bác sĩ đã hoàn toàn tốt đẹp là chuyện này cơ. Nói đoạn, cô ta không biết lấy ở đâu ra một tờ giấy to quá khổ, phạt cho một cái, trải ra trước mặt chị. Đây, nhìn rõ chưa? Rõ rồi, đồng thời cũng rất choáng. Phía trên cùng tờ giấy viết bốn chữ cỡ lớn, quá đơn mua hàng. Phía dưới, ghi chi chít các loại quần áo, giày dép, đồ mỹ phẩm, lại còn máy quay phim kỹ thuật số nữa. Mặt sơn nhìn rối cả mắt tiểu hồng có phải hàng hóa sắp lên giá không bộ em muốn đầu cơ tích trữ hả ha ha chẳng phải quyết định chị và nhóm chị đi hồng kông sao đừng có đánh trống lãng nữa một câu thôi nói đi chị có mua giúp em không tin truyền đi rất nhanh mặt sên thở dài có gì hay đâu sau giờ làm việc anh chàng bác sĩ của tiểu hồng mời ăn cơm trong bữa ăn tiểu hồng liên tục nhắc chị Chị Sơn, chị có biết thế nào là ăn cơm của người khác không vậy? Mặt Sơn bật cười. Yên tâm, nhất định chị sẽ mua cho. Đến khi không thể mang nổi thì thôi. Nhưng mà, Tiểu Hồng nè. Chị nói thầm vào tai cô. Em không muốn là một thiếu nữ hiền thục nữa à? Chết thật, lại quên rồi. Tiểu Hồng lập tức ngồi thẳng người, nở nụ cười e ấp. Mặt Sơn phát hiện anh bác sĩ đang cười thầm, có thể anh ta đã đoán ra bí mật của hai cô gái ngồi cạnh anh và đang buồn cười về chuyện đó. Mặt sơn cũng thấy buồn cười. Giờ Tiểu Hồng lại muốn đoạn tuyệt với quá khứ, muốn sắm hàng loạt thời trang mỹ phẩm mới. Cơm tối xong, ai về nhà nấy, lên xe buýt mới phát hiện đã lên nhầm tuyến xe. Tuyến này đi về hướng chỗ ở cũ của chị, mặt sơn vội xuống xe ở bến sau. Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, về nhà sớm quá đi dạo siêu thị khá lâu, hơn 9 giờ mới về nhà. Mở cửa, thấy phòng thật trống trải. Chị đã đi vào nhà bếp, lấy những đồ vừa mua cho vào tủ, mì chín, dầu ăn, muối. Bếp chẳng có gì, không biết hàng ngày Dĩ Thâm ăn uống thế nào nữa. Trong phòng ngủ vẫn còn một ít quần áo chưa thu dọn. Mở tủ, bên trong treo đầy cơm lê và áo sơ mi của Dĩ Thâm, đơn điệu và lạnh lẽo. Hình như Hà Dĩ Thâm rất thích màu xám. Chị treo quần áo của mình cạnh quần áo của anh, rồi đứng ngắm nghía, bất giác bật cười, đột nhiên lại thấy buồn. Mấy hôm nay mặc sơn đều ngủ trên salon ngoài phòng khách, giờ chị cũng không muốn thay đổi. Một cảm giác lạ lẫm ập đến, ngay bản thân chị cũng không lý giải nổi, hoặc là bởi vì ngày mai. Ngày mai thứ sáu, dĩ thâm trở về. Quần áo chưa kịp cởi xong, chị đã ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như thấp thoáng có tiếng chân người. Mặt sơn trở mình, lúc lâu sau mới tỉnh hẳn, phòng khách tối om. Tỉnh dậy lần sau thì trời đã sáng rõ, tung chăn về ư. Mặt sơn phân dân, sao mình lại đắp chăn vậy? Có lẽ đêm qua quá lạnh, chị đã vào phòng ngủ lấy chăn đắp chăn. Nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, soi gương, thấy tóc đã dài ra khá nhiều, chấm mắt. Phải tìm một chỗ sửa lại mới được vội vàng đi lấy đồ chuẩn bị đi làm, mở cửa, bỗng sững người. Dĩ thâm Dĩ thâm trang trọng trong bộ cơm lê là phẳng phiêu đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa, có vẻ như sắp mở cửa. Mặt sơn tròn mắt nhìn người đứng trước mặt. Dĩ thâm, sao anh lại ở đây? Anh đã nói tối mới về cơ mà. À, dĩ thâm bỏ chìa khóa vào cặp, trả lời qua quýt đoạn lướt qua chị đi vào phòng khách. Lát sau anh đi ra, tay cầm bản tài liệu, thấy chị vẫn đứng ngay ngoài cửa, anh cao cặp lông mài thành tú. Em không đi làm à? À vâng, đi bây giờ. Không biết tại sao mặt sinh bỗng trở nên dội vã. Lần đầu tiên thực sự ý thức được quan hệ của họ đã khác. Mà sau này cũng sẽ như thế, mỗi sáng người đầu tiên chị nhìn thấy chính là anh. Tôi đưa em đi, Mặt sơn lẻo đẻo đi theo dĩ thăm vào cầu thang máy. À không cần đâu, em đi một mình cũng được mà. Văn phòng và tòa soạn xa quá, không cùng đường. Vậy cũng được. Thì ra là thế. Lên xe, mặt sơn hỏi, anh về từ tối hôm qua phải không? Nếu không, tại sao lại có bản tài liệu ở phòng khách chứ? Đúng. Dĩ thăm trả lời không mấy hào hứng, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Mặt sơn mím môi, Lúc nào thế? Sao không gọi em? Hơn 11 giờ. Anh trả lời có vẻ miễn cưỡng, dừng lại một lát, lại nói. Không cần thiết. Mặt sơn cười thầm, quay lại nhìn cửa sổ, đang là giờ cao điểm, đường rất đông. Chẳng lẽ quan hệ giữa dĩ thăm và chị cứ bế tắc mãi như thế này sao? Dĩ thăm, buổi trưa nếu anh cũng ở khu ít, chúng ta có thể cùng ăn trưa không? Dĩ thầm hơi động đầy môi, quay sang nhìn chị. Mặt sên quay mặt nhìn ra cửa sổ, tiếng nói như thoảng qua. Cô ấy vừa nói với ai? Anh quay đầu, giọng vẫn lạnh nhạt. Buổi trưa có thể tôi không có ở đó. Thực ra buổi sáng, anh cũng không có ở đó. Dĩ thâm! Diêm trận tròn mắt, nhìn người vừa đẩy cửa đi vào văn phòng. Bắt chước động tác thời học sinh, lấy tay dụi dụi mắt cười. Lẽ nào mắt mình lại có vấn đề? Hay là mình bị ảo giác? Tôi lại thấy không chỉ mắt cậu có vấn đề. Dĩ thâm liếc nhìn anh ta rồi đi ngay vào phòng làm việc. Diêm đi theo dĩ thâm vào phòng ngồi xuống ghế. Hơn 7 giờ tối hôm qua gọi điện cho cậu. Cậu vẫn ở Quảng Châu. Sao bây giờ lại ở đây? Lúc đó tôi đang ở sân bay. Dĩ Thâm ngồi vào bàn lật dở tài liệu. Sao? Công việc xong chưa? cũng tạm ổn, dĩ thầm nói. Công việc gần như không có vấn đề gì nữa. Diêm nhiều lúc không khỏi không khâm phục anh chàng đẹp trai này. Công việc ở Quảng Châu giải quyết một tuần e là vẫn dội. Vậy mà hắn ta hoàn thành trước một ngày. Không biết hắn làm thế nào nữa. Tối qua cậu về nhà rất muộn phải không? Mà sao dội thế? Hôm nay về cũng được mà. Diêm lẩm bẩm. Nếu không phải cậu cũng độc thân như tôi á thì tôi đã nghĩ cậu vội về với vợ rồi. Cây bút máy đang lướt trên giấy, dừng lại đột ngột, dạch nên một đường như xé rách tờ giấy. Dĩ thâm ngẩng đầu khỏi cặp tài liệu, nói như đuổi khách. Gì mà, nếu tôi nhớ không lầm sáng nay cậu phải làm việc với bên tòa án cơ mà. Mỹ Đình thấy dĩ thâm từ phòng họp đi ra, rồi đưa tập tài liệu trong tay cho anh. Luật sư Hà, tài liệu của anh cần đây, em đã đánh máy xong rồi, còn đây là giấy mời dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học C. Giấy mời ở chỗ luật sư Hướng và luật sư Diêm. Nhân tiện em cầm về cho anh luôn. Cảm ơn. Dĩ thầm quay đầu đón lấy tờ giấy mời, dở ra xem bên trên có in biểu tượng của trường Đại học C. Trong đó viết ngày 15 tháng 11 là ngày kỷ niệm 100 năm trường Đại học C. Nhà trường mời sinh viên các thế hệ về tham dự. Mỹ Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 5 giờ 40 phút. Luật sư Hà Nếu không có việc gì em về đây À không có việc gì đâu Cô có thể về rồi Vậy em về trước nha Mỹ Đình thu xếp đồ của mình Chợt như nhớ ra điều gì Luật sư Hà Điện thoại di động của anh đã đổ chuông mấy lần rồi Vừa rồi đi gặp khách hàng Anh quên không mang theo điện thoại Có hai cuộc gọi lỡ Một cuộc là của khách hàng Dĩ thăm gọi lại cho họ Trao đổi mấy câu rồi cúp máy Còn cuộc gọi kia anh bấm phím màu xanh. Đầu dây bên kia lập tức trả lời. Dĩ thâm, có việc gì? Anh hỏi vừa miễn cưỡng vừa lành nhạt. Ngập ngừng một lát mới rụt rè nói. Dĩ thâm, em không tìm thấy chìa khóa. Mặt sơn đứng đợi anh ở bên kia đường, lưng đeo túi, bận áo len cổ bẻ, cúi đầu như đang đếm ô gạch lát đường. Đèn đỏ, dĩ thâm dừng bước từ xa anh đã nhìn thấy mặt sơn. Có rất nhiều thứ không thay đổi. Cô ấy vẫn thích mặc áo len. 27-28 tuổi vẫn ăn mặc như một học sinh. Khi đứng đợi vẫn có thói quen cúi xuống đếm gạch lát đường. Có lần đời lâu quá, cô ấy đã phát bực với anh. Dĩ thâm, em đã đếm đến 999, anh mới đến. Lần sau, nếu để em đếm đến 1.000 thì em sẽ mặc kệ anh luôn. Có một lần khác, khoa luật có cuộc họp đột xuất. Cuộc họp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Anh chạy đến chỗ hẹn, nhưng lần này mặt sơn lại không hề giận dỗi, chỉ nhìn anh vẻ tội nghiệp nói. Dĩ thâm, em đã đếm mấy lần 999 rồi. Còn 7 năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần 999? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn. Dội dạ băng qua đường, Nhìn sang thấy bên cạnh mặt sơn có một người đàn ông nước ngoài béo phị. Hai người đang vui vẻ nói chuyện. Dĩ thâm đi chậm lại, tiến đến gần họ, loáng thoáng nghe thấy ông ta nói. Một thứ tiếng Anh lưu loát, không cần suy nghĩ từ miệng chị phát ra, tự nhiên như tiếng mẹ đẻ. Bàn tay của dĩ thâm bỏ trong túi, bất giác nắm lại. Đúng lúc chị ngẩng đầu nhìn thấy anh, chị cười với anh, quay sang người đàn ông nước ngoài. Chị nói một câu gì đó, rồi quay sang dĩ thâm. Dĩ thâm, anh có biết đường ít đi như thế nào không? Anh gật đầu, trực tiếp nói như người đàn ông. Ông ta gật đầu cảm ơn lia lịa rồi cáo từ. Chỉ còn hai người, mặt sơn bỗng lúng túng, không biết nói gì. Cuối cùng dĩ thâm lên tiếng trước. Chìa khóa của em đâu? À, có lẽ mất rồi. Chị bối rối cúi đầu, không nhìn vào anh. Hoặc là sáng nay em quên không có mang đi, nếu không nhận ra cô ấy đang nói dối thì anh không xứng đáng là luật sư. Cô Triệu mặc Sơn này nếu có lúc làm chuyện trái pháp luật thì tốt nhất nên im lặng. Nếu không chỉ nói đến hai câu là bị phát hiện đang nói dối. Đi thôi. Dĩ thầm bước lên trước, cố gắng kiềm chế niềm vui. Bởi vì lời nói dối của Mặt Sơn, bởi vì từ My Husband chỉ vừa nói với ông khách qua đường. Ăn cơm. Ăn cơm à? Mặt sơn gần như chạy theo bước chân thoăn thoát của dĩ thâm. Chúng mình về nhà ăn được không? Hay là mình đi siêu thị mua đồ, bây giờ ăn vẫn chưa muộn mà? Mặt sơn vừa đuổi kịp dĩ thâm, vừa nói trong hơi thở gấp. Cô ấy học nấu ăn từ bao giờ? Vì ai? Dĩ thâm cay đắng nghĩ, giọng nói của anh vừa khô khan vừa lạnh nhạt. Không cần đâu. Không cần thì không cần. Nhưng có thể đừng đi nhanh như vậy được không chứ? Dĩ thâm, chờ em với. Mặt sơn vừa thở vừa nói, chị dược lên bằng động tác tự nhiên đơn giản, chị níu lấy cánh tay của anh. Chính chị cũng không ý thức được động tác này lại thân thiết đến vậy. Dĩ thầm giật mình cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo của chị lúng sâu vào tay áo khoác màu xám bạc của anh. Anh không nói gì, bước chân tự dưng chậm lại. Qua mấy lối rẽ, họ vào một ngõ nhỏ bước vào một hiệu ăn bình dân Mặt sơn nhìn quanh không thấy gì đặc biệt nhưng phàm những nơi không có gì đặc biệt càng dễ xuất hiện cái đẹp dĩ thâm dẫn chị đi xa như vậy chắc là một địa điểm không tội ông chủ quán nhiệt tình chạy lại đón khách hà tiên sinh lâu quá không gặp Mặt sơn rất ngạc nhiên ông ta nói giọng người quê chị dạo này hơi bận dĩ thâm cũng nói giọng như ông ta Ông chủ quán tò mò nhìn mặt sơn. Hà Thiên Sinh, cô gái này là bạn gái của anh phải không? Lần đầu thấy anh mang bạn gái đến đây. Được, rất đẹp. Dĩ Thâm cười. Không, vợ tôi đấy. Vợ hơ à? Anh đã kết hôn rồi ư? Ông chủ quán ngạc nhiên quay sang mặt sơn. Cô Hà, cô thật là may mắn đấy. Lấy được một người chồng như Hà Thiên Sinh đây. Cô là người ở đâu vậy? thưa tôi là người thành phố Y. Tiếng địa phương của mình mặc sơn chỉ nghe được chứ không nói được. Có lẽ mẹ chị không phải là người dùng đó. Ở nhà chỉ nói tiếng phổ thông. Ông chủ quán vừa đưa thực đơn, mắt vẫn nhìn mặt sơn. Dĩ thầm đưa mắt ra hiệu cho chị chọn món. Mặt sơn lật dở thực đơn, phát hiện hình như nhà hàng này chuyên về các món măng, xương gà hầm măng, thịt xào măng tươi, măng nộm thịt gà. Điều này chẳng có gì lạ, thành phố y vốn là quê hương của măng bây giờ lại càng trồng nhiều măng măng càng trở thành đặc sản chị rất thích ăn măng nhưng lại chọn món khác chọn xong đưa lại cho chủ quán ông ta nhìn chị nói như trách cô hà cô là người thành phố y sao không chọn món măng chứ không ăn măng có gì lạ bởi vì dĩ thâm không ăn măng trước đây khi ăn cùng nhau dĩ thâm nói măng có mùi lạ chị không sao lừa anh được một miếng nhưng ông Hà lần nào đến đây cũng chọn món măng hết. Các món lần lượt bê ra, dĩ thăm quả nhiên không động đũa đến các món măng. Mặt Sơn rụt rè nhắc. Sao anh không ăn măng? Ông chủ quán nói... Đột nhiên chị không thể nói tiếp. Lần nào anh đến đây cũng chọn món măng. Tại sao? Dĩ thầm im lặng, mãi mới thủng thẳng. Có gì lạ đâu. Chẳng qua là thịnh tình khó khước. Đúng thế, thịnh tình khó khước. Anh không về nhà sao? Từ quán ăn đi ra, tay nắm chặt chìa khóa của dĩ thâm vừa đưa, mặt sơn do vừa hỏi. Tôi ở lại văn phòng, còn một số việc phải làm. Dĩ thâm lạnh nhạt nói. Chìa khóa vẫn nắm chặt trong tay, chị hỏi. Thế bao giờ anh về? Dĩ thâm nhìn chị, mắt lóe lên trong một cái nhìn kỳ dị. Em muốn chờ tôi à? Mặt sơn gật đầu, ngập ngừng giải thích. Bởi vì em cầm chìa khóa của anh nè. Văn phòng cũng có chỗ ở, em không phải đợi tôi. Dĩ thâm không nhìn gì nữa, anh lại nói giọng càng lành nhạt, còn pha chút dịu cợt. Tôi không quen để người khác đợi. Căn phòng lạnh ngắt, lúc đi cũng thế, lúc về cũng thế. Lại là 11 giờ đêm. Dĩ thâm mở cửa, theo thói quen anh đưa tay lần sợ công tắc bật điện trên tường Nhưng lúc sắp bật đèn lại dừng lại Đèn đang sáng Anh dừng tay Nhìn khắp phòng tivi vẫn mở Nhưng không thấy người đâu Bước đến tắt tivi Đi qua salon Liếc thấy trên nệm có người nằm ngủ Người co như con tôm Anh rón rén bước lại gần Ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngủ Rất muốn lai like gọi Trời lạnh thế này mà nằm ngủ ở salon không biết cô ấy có đầu óc không nữa. Anh cúi xuống, thận trọng, khẽ khàng bế dị ra khỏi salon. Cơ thể mềm mại, ấp vào lòng anh, hơi thở ấm áp, nhẹ nhẹ, phả lên áo vét lạnh ngắt của anh. Những năm xa cách, chưa bao giờ anh dám mơ có ngày này. Mặt sơn nằm trong vòng tay của anh. giơ tay, cúi đầu, cô ấy đã thuộc về anh. Anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng chà má lên đôi má mềm mại của chị. Ngủ ở ngoài lâu như vậy mà vẫn ấm thế. Mặt sên bỗng cửa mình trong vòng tay anh, dĩ thầm nín thở. Em tỉnh rồi ư? Không, chị muốn tìm tư thế dễ chịu hơn. Đầu càng vùi sâu vào ngực của anh, ngủ càng say. Hoàn toàn không biết có người tim đập rộn ràng bởi động tác cựa mình của mình. Em dĩ thầm thở dài trái tim của anh mỗi lúc càng thêm mềm yếu, không thể kềm chế được. Anh xoay người, dùng cùi tay đẩy cánh cửa, đặt chị lên giường. Chị khoác một cái áo len rộng bên ngoài áo ngủ. Dĩ thầm do dự một lúc, rồi cúi xuống cởi áo len. Những ngón tay của anh hấp tấp, cởi từng khuy áo, hơi thở mỗi lúc một gấp. Anh khéo léo, nhấc cánh tay chị lên để kéo áo len ra. Cơ thể chị ấm nóng, mềm mại trong bộ đồ ngủ màu hồng. Tim anh đập mạnh, hơi thở dồn dập. Anh không thể nào kiềm chế được bản thân. Lấy tấm chăn đắp cho chị, anh vội vàng rời phòng ngủ. Nắng lại lâu hơn, anh không dám chắc mình không tìm cách đánh thức người đang ngủ. Vào nhà tắm, rồi vào phòng khách. Lúc đi qua phòng ngủ, anh đột nhiên dừng bước, chợt nhớ ra điều gì. Đẩy cửa nhìn vào phòng ngủ, quả nhiên chăn chỉ còn một nửa trên người, còn nửa kia sắp rơi xuống đất một chân dắt ra ngoài chăn trong tư thế rất thoải mái. Trong có mười mấy phút đã đạp tung chăn ra thế này, Thảo nào ngày xưa có lần cô ấy phàn nàn. Em ngủ rất xấu. Anh biết mặt sơn có tư thế ngủ rất xấu là do mùa đông duy nhất năm đó họ cùng nhau. Mặt sơn liên tiếp bị cảm, trong đó hai tháng mà bị cảm tới năm lần. Hỏi nguyên nhân, lúc đầu dứt khoát không chịu nói, sao mới ấp úng thú thật lúc ngủ em rất là xấu tính thường hay đạp tung chăn ra ở nhà bố em thường về muộn bao giờ cũng đến phòng ngủ đắp chăn lại cho em ở đây không có ai giúp đến nửa đêm lạnh quá mới tỉnh dậy đắp lại chăn cho nên bị cảm cũng không nên trách em về sau cô ấy luôn coi bị cảm là chuyện bình thường chẳng có gì nghiêm trọng bây giờ xem ra tư thế ngủ thế này đâu phải chỉ hơi xấu Dĩ thầm kéo nửa chân bị tuột xuống đất đắp lại cho chị. Nhưng vừa buông tay, mặt sơn lại trở mình, chăn lại tuột xuống đất. Ngủ kiểu gì mà lạ thế? Dĩ thầm kéo chăn đắp lần nữa. Lần này mà làm tuột chăn thì cứ để cho cảm lạnh luôn. Nhưng sau đó, quả nhiên là mặt sơn ngủ rất ngon, không hề cựa quậy. Con người vùi sâu trong tấm chăn như sợ lạnh. Có thế chứ, mặc dù đang ngủ sai chị vẫn tỏ ra biết điều. Bây giờ là lúc nào? Ban ngày hay ban đêm? Sao chị lại ngủ trên giường? Từ trong chăn ngồi dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, mặt sơn cúi xuống tìm dép đi trong nhà. Chị vẫn còn ngái ngủ. Ôi, dép đâu rồi? Dĩ thầm từ bếp đi ra, nhìn thấy mặt sơn mặc bộ đồ ngủ nhảy lọt cò trong phòng khách, bất giác cau mày. Em làm gì thế? em tìm dép. Nhìn thấy rồi, ở gầm sa nhảy một cái là đến. Đi xong dép, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không hài lòng của dĩ thâm, chị vội cụp mắt lúng túng. Em, em tìm dép đi trong nhà mà. Thay quần áo đi. Anh lạnh lùng, ném mấy từ, quay lưng về phía chị. cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, mặt sơn đỏ mặt. Suýt tí thì quên trong phòng còn có một người nữa thay quần áo xong đi ra, vào phòng ăn đã thấy dĩ thâm đang ăn sáng. Mặt sơn hơi do dự, đoạn cúi xuống cạnh anh. Ngạc nhiên nhìn món cháo rau trên bàn, chị cũng bắt đầu ăn. Thấy động tác chậm chạp của chị, dĩ thâm khiêu khích. Không quen ăn sáng kiểu Trung Hoa hả? À không, chị hấp bắp cúi đầu ăn, quả thực là rất ngon. Hình như đoán được ý chị, dĩ thâm không khỏi ngẩng đầu nói cháu mua ở ngay đầu nhà đấy. Rất ngon. Cũng được. Dĩ thâm lơ đảng phụ hòa. Không ai nói thêm gì nữa. Mặt sơn cúi đầu húp cháo, mắt liếc sang tập tài liệu dĩ thâm đã sửa xong để cạnh bộ ấm chén. Hôm nay anh vẫn đến văn phòng chứ? Ừ. Bận lắm phải không? Cũng tương đối thôi. Thực tế anh bận tối mắt, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy. Bởi lẽ mấy hôm trước, có người làm thương tổn thần kinh của anh. Câu hỏi nhỏ, tự như nói thầm đã thu hút sự chú ý của dĩ thâm. Anh ngước mắt nhìn chị đang cúi đầu ăn cháo, mái tóc xõa xuống trán. Trong cả hai có vẻ giống một cặp tân hôn. Tiếng Anh của em thế nào? Dĩ thâm đột nhiên hỏi. Tiếng Anh ư? Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện đó chứ? À, cũng tạm tạm, nhưng mà em học chưa hết năm thứ tư, câu nhắc lại rất hay. Lần đầu tiên đến Mỹ, điểm thi anh ngữ của chị là 4,5 điểm. Hôm nay